Năm học 2023-2024 là năm thứ 11 cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Huyền quê ở huyện Nghĩa Hành gắn bó với những điểm trường lẻ của huyện miền núi Trà Bồng. Nhớ ngày đầu lên vùng cao, cô Huyền được phân công dạy lớp 1. Học sinh không biết tiếng phổ thông lại khá nhút nhát nên giao tiếp giữa cô và trò rất khó khăn. Đôi khi những cô giáo trẻ như Huyền thoáng chút nản lòng. Nhưng lại nghĩ học sinh vùng cao còn nhiều vất vả, thường các em nghèo khó mà cố gắng. Từ 4 rưỡi đi lên đây, cả 2 tiếng đồng hồ. Đây là chỉ mang là học sinh đi học đầy đủ và tiếp thu kiến thức của cô giáo truyền đạt. Thầy giáo trẻ Mai Văn Toàn gắn bó với điểm trường lẻ thôn Quế, xã Trà Bùi gần 2 năm. Thầy là người quê ở tận huyện đảo Lý Sơn nhưng lại có duyên đến với học sinh vùng cao ở Trà Bồng. Thầy Toàn tâm niệm rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe nên muốn được cống hiến công sức trí tuệ để giúp các em học sinh ở vùng sâu hẻo lánh như thế này. Thấy các em ngày càng tiến bộ, biết đọc biết viết là động lực để thầy tiếp tục gắn bó nơi đây. Học sinh ở đây rất là ngoan. Với lại mình thấy học sinh ở đây hoàn cảnh như vậy mình cũng rất là thương, cho nên mình cũng muốn gắn bó ở đây. Đó, và cũng cái là động lực để em có thể tiếp tục giảng dạy. Điểm trường lẻ thôn Quế, xã Trà Bùi cách điểm trường chính hơn 60 km. Trường có 4 lớp với 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Có 4 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên nữ và 1 giáo viên nam. Vì điểm trường khá xa, đường đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa bão nên giáo viên phải ở lại trường. Mùa mưa, nhiều thầy cô cả tháng mới được về thăm nhà thăm con. Khó khăn vất vả, nhưng các thầy cô cùng động viên nhau cố gắng vì tương lai các em nhỏ vùng cao. Em là mỗi chị em có mỗi con hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cái điều là mình đi xa thì mình không có điều kiện để ở gần gia đình, ở gần con để chăm sóc các con. Đó là một cái vấn đề cũng rất là khó khăn với các chị em. Thì các chị em ở trên đây là cũng vì con chữ, vì các em học sinh ở đây cho nên là cũng son sẻ với nhau và động viên nhau là cùng nhau cố gắng công tác cho tốt và để cho học sinh của mình tiến bộ. Rất là vui, thầy cô dạy cho con chữ. Con rất cảm ơn thầy cô. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô giáo ở những điểm trường lẻ vùng cao động viên nhau cùng bước tiếp trên chặng đường đầy gian nan để gieo chữ nơi vùng cao.